trong các bạn. Và hôm nay Quân Béo Moto Vlog sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm Mojoshimura R77 độ cho chiếc Yamaha R15 V3. Một sản phẩm gọi là super bass, siêu trầm, siêu ấm và rất là nhiều tiếng bass. Thì đây các bạn giới thiệu qua các bạn là cây này là cây Yoshimura inox cao cấp kèm với cổ vô inox 34 kèm bầu lưới tổ ong. Đây Quân Béo Moto đang bóc cái tem đây các bạn này. Tất cả sản phẩm mới thì tem nó đều có bảo vệ chống xước nhá. Thì khi chúng ta mua vào chúng ta sẽ bóc cái này ra. Đầu carbon xịn các bạn này. Các bạn thấy không? Chất liệu của nó là chất carbon fiber xịn và thân inox. Con này chúng ta có thể thấy ở cây Yoshimura của bản Limited dành cho anh em Suzuki GRX 150. Và đây là cây cổ inox 304 bên bầu lưới. Bên mình đã làm lên full slip on hai đoạn chuyển cho ấy. Đây anh em có thể xem ở cái ảnh này rõ hơn. Đấy. Mình đã làm catalog, anh em chỉ việc ghé qua và chọn thôi ạ. Đấy, cho hình thành cho tất cả các dòng xe. Đấy anh em thấy không? Đấy. Và bây giờ clip demo bắt đầu. Vì mình không muốn tiếc thêm 5-10 phút cuộc đời của các bạn nữa thì mình sẽ test clip demo. Bắt đầu tour nằm nghỉ nhé các bạn nhé. Mình lại chín sớm vì hôm nay là anh em là sau một ngày là mình đăng lên thì rất nhiều anh em đã qua mình lên vô tháng nay hai con rồi và bây giờ hai bạn nữa. Vâng. Nẹt của anh thử cái. Hoàng qua của mình quán 137 Lê Hồng Phong ở đây đón mình thằng QM Xai ở tỉnh trở lên. Rất lực luôn. Ui trời. Cây này là giá cũ là 2.850.000 một bô và cổ bô là cổ bô inox 304 có bầu lưới này các bạn này. Đấy là 1 triệu nữa inox 304 này. 1 triệu nữa là combo là 3.850.000. Nhưng bây giờ các bạn chỉ phải bỏ ra 2.850.000 cho full bộ slip on này. Và bây giờ Quân Béo Moto đã làm thêm cả áng bum đây cho các bạn chọn này. Đấy, rất nhiều bô, rất nhiều dòng các thứ anh em có thể dở ra thích cái nào. Cái đấy. Và đây là mình sẽ clip test đây cho sự so sánh cho con Yoshimura R77 và con Yoshimura R77 inox. Con này là con carbon nhá. Carbon này chất liệu carbon xịn này các bạn thấy không? Đấy, rất là bóng nhá. Carbon xịn luôn. Anh ơi, treo cái này lên đây, cái tai vô nó đây. Cái tai vô nó bắt vào luôn, bắt. Chị ơi, để em tai vô. Chị ơi, xuất ra đấy, xuất cả tai vô đây. Đây là chiếc Honda MX đang lên đèn đèn LED tun chính hãng Combo Sino.
Và đây là chiếc Kawasaki phiên bản siêu nhân, mình cũng không biết là gì luôn. Đây có dòng chữ AI vui vẻ này. Đấy. Lên cụm Domino, copy nhưng rất ngon luôn. Công tắc đây các bạn nhá. Mình sẽ không chủ xe lại không thích lên Domino mà lên bằng công tắc TVX. Cực kỳ là ngon luôn. Chào Như Hùng nhá. Ngày nào anh chẳng đông hoa đào ơi. Gạt lên rất là xịn, còn gạt tắt nguồn đây. Chào Khánh Văn nhá. Và mình sẽ test tiếp, đây là An Công Chúa. An Công Chúa đang thay dầu. Dầu bẩn đấy. Trong là chiếc Grander mạ vàng theo phiên bản quân béo mô tô xạo lìn. Con Winner. Rồi anh em có hóng bản review chiếc Winner này không? Cực kỳ lớn nhá. Vành sơn R6 carbon luôn. Tất cả những cái này là đang đi phủ carbon này các bạn này. Rất đẹp luôn. Anh em hóng review con Winner này nhá. Có 137 Lê Hồng Phong đây mà. Thế đấy, chờ đôi phút. Xin cảm ơn anh em và quân béo xin dừng buổi livestream đây để đi đón khách đây. Kiếm tiền đây.